Kính chào quý khán thính giờ của TV Trường Sơn Online. Hôm nay là ngày 19 tháng 5, 2017. Chúng tôi, Nguyễn Văn, xin chào quý vị. Và chúng tôi là luật sư Nguyễn Thanh Hải, xin hân hạnh được gặp lại quý vị của TV Trường Sơn Online. Và thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu chương trình thời sự trong tuần với đề tài ở Việt Nam. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, Việt Nam bao giờ đi đầu với tất cả trong các phần tin tức của chúng tôi. Thì trong tuần qua là Chủ tịch Nhà nước của Cộng sản Việt Nam, tức là ông Trần Đại Quang, Đại tướng Công an, Chủ tịch Nhà nước đã đi Bắc Kinh để gặp tận Tập Cận Bình. Trong một cái dịp mà Bắc Kinh tổ chức một cái buổi hội thảo về đường tơ lụa, tức là New Silk Road. Thì thưa quý vị khán thính giả, trước kia thưa anh Mai, anh biết là hồi xưa đó Trung Quốc đã nổi tiếng với một cái đường tơ lụa chạy dài từ Trung Quốc băng qua bên phía Bắc Tây Tạng và chạy đến vùng cả đến vùng Trung Đông và đến Âu Châu. Âu Châu, vâng. Thì bây giờ là Tập Cận Bình đã cho họp 29 quốc gia. Và trong đó có mời Việt Nam, thì Việt Nam cử Chủ tịch Nhà nước đi tham gia. Thì trong các cuộc gặp Tập Cận Bình ở tại Bắc Kinh, thì hai bên đã hội họp với nhau, nhưng mà cả hai bên đều không đá động gì đến chuyện Biển Đông ấy. Tức là để củng cố cái tình đồng chí và không làm gì để căng thẳng lên Biển Đông. Thì sau khi đó thì có một cái thông báo chung được ký kết giữa hai bên với nhau. Thì hai bên ký kết là để mà củng cố lại cái tình hữu nghị giữa Trung Quốc với Việt Nam. Và hai bên là cương quyết là không có làm gì để mà cái tình trạng trở nên căng thẳng hơn nữa. Mà thật là khôi hài. Nói ra thì Trung Cộng đã chiếm hết Biển Đông rồi. Thì bây giờ Việt Nam lại ký một cái văn bản là chấp nhận không làm gì hết, không làm gì hết, không đem ra tòa, không cãi vã. Thì như vậy thì thực sự ra cái đó là một chuyện rất đáng buồn cho Việt Nam chúng ta. Và nó đã xác định một điều là trong cái việc tranh chấp Biển Đông thì Trung Cộng đã thắng trong cái vấn đề mà làm cho Việt Nam không còn con đường nào mà tranh chấp nữa. Bởi vì ký văn bản thế này rồi thì là phải chấp hành. Đó là về cái vấn đề mà bang giao với nước láng giềng. Và cái vấn đề đối đãi với công nhân của trong nước mình thì sao anh? Vâng, thưa quý vị khán thính giả, thế ông anh thì ở trong nước thì cái vụ Formosa thì vẫn là trong một cái vụ vẫn là nóng bỏng. Tại vì Formosa đã đền cho nước Việt Nam chúng ta là 500 triệu đô la. Và 5 triệu đô la này thì đã được cấp phát không đầy đủ lại cho những người bị thiệt hại. Và do đó nhân dân Việt Nam ở Nghệ Tĩnh, đã ở miền Trung đã là tổ chức những cuộc biểu tình do các sứ đạo có đàn áp cầm đầu. Dạ, có mới đầu thì có đàn áp, nhưng mà sau thì ít đàn áp. Nhưng mà hiện tại bây giờ, thưa anh Hồng Anh, thưa quý vị khán thính giả, thì hiện nay nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn ra sức đàn áp những người yêu nước, đấu tranh cho quyền lợi của đất nước. Điển hình là ông Hoàng Đức Bình, người cầm đầu biểu tình chống Formosa làm ô nhiễm biển, đã bị bắt giữ. Và công an Nghệ An thì đã ra một giấy truy nã toàn quốc đối với Thái Văn Dung, cũng là cái người này là người cầm đầu biểu tình ở Formosa. Thì người ta tiên đoán rằng với cái chuyện mà chấp nhận cho Formosa tiếp tục đầu tư 1 tỷ đô la vào Việt Nam và ngăn chặn, cấm nhân dân Việt Nam đòi đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam, thì nhà nước Việt Nam người ta tiên đoán là trong tương lai sẽ thực hiện cái chính sách bắt bớ đàn áp nhiều hơn nữa. Và đó là cái ở trong nước, còn phản ứng của người Việt ở hải ngoại thì sao? Thì bây giờ trước khi nói đến phản ứng người Việt ở hải ngoại thì trong nước thì thưa anh Hồng Anh, thưa vị khán thính giả, thì có một phái đoàn linh mục của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì có lấy được 200.000 chữ ký. Mà chữ ký 200.000 này đó thì tôi nghĩ là có lẽ là cả trong nước và cả hải ngoại thì đã ký để mà trao cho Liên Hiệp Quốc, trao cho châu Âu và trao cho các cái cơ quan liên quan đến môi trường để mà tố cáo cái thảm trạng xảy ra đang ở Việt Nam do Formosa gây ra. Thì tất cả cái thỉnh nguyện thư cùng với 200.000 chữ ký được trao cho những giới chức năng của Liên Hiệp Quốc và châu Âu rồi. Thế còn như Hồng Anh biết rõ đó, thì bây giờ Việt Nam thì sau những cuộc một số cuộc biểu tình rồi thì bây giờ nhà nước thì ra sức bắt bớ. Tức là tất cả những blogger nào mà có được nữa là người ta xem nhiều, hoặc là có đưa những cái thông tin mà nhà nước thấy rằng là nói xấu về đảng, về nhà nước, thì những người đó bị bắt giữ và bị truy đuổi.
Vâng, thì vừa rồi tôi nói về phản ứng của người Việt ở hải ngoại thì tôi được biết rằng là trong vài ngày tới, cộng đồng người Việt tự do có tổ chức một cuộc điều trần tại Quốc hội ở Canberra. Và họ dự trù là sau khi mà điều trần trước Quốc hội đó, ở liên bang Canberra thì họ sẽ có đi biểu tình qua bên tòa đại sứ của Việt Nam để biểu tình. Thì đó là cái phản ứng của người Việt ở hải ngoại, là nói về cái tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng của Việt Nam trong thời gian gần đây. Việt Nam thì vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền, nhưng mà thực sự ra bây giờ thấy vi phạm nhân quyền thì đồng bào trong nước người ta tổ chức biểu tình, thì biểu tình thì tiếp tục bị bắt giữ. Thì tôi nghĩ là có lẽ là cái phương cách độc nhất đó, là nêu lên cái thảm trạng này đối với các cái nước ngoại quốc, những nước ở quốc tế, để cho thấy rõ, để họ có một cái áp lực, cái can thiệp nào đó để cho người Việt Nam đỡ khổ hơn. Và nếu còn tin tức ở Việt Nam có cái gì đáng nói được không anh? Và có cái nữa thì một cái chuyện hơi lạ, tức là cái công ty người ta cách gần đây, thời gian không lâu đây, tuần trước đây thì có liên tục những cái công ty ở ngoại quốc đây là bị tin tặc, tức là bị hacker nó đánh cả trăm nước đó. Nó gửi đi tất cả những cái warm, những cái nó gọi là những cái chương trình để mà làm cho các hệ thống điện toán là các công ty và các quốc gia trên thế giới, một số nước là bị ngưng trệ. Thì trong đó có điều lạ, thì người ta sau khi người ta truy phát ra thì người ta thấy rằng những cái tin tặc này á, một số lại có nguồn gốc từ Việt Nam. Đây là một cái chuyện rất là lạ. Và người ta nói rõ ràng rằng là tin tặc này đã từ Việt Nam. Thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có lên thông báo, có trả lời với báo chí, nói rằng không, chúng tôi luôn luôn tôn trọng cái chủ quyền của các công ty khác, chúng tôi không bao giờ làm cái chuyện đó. Thế nhưng mà người ta theo dõi về cái nguồn gốc để mà gửi đi những cái virus đó thì từ Việt Nam. Và bây giờ thưa quý khán giả của TV Tổng sáng, là bây giờ chúng tôi qua tình hình ở nước Mỹ. Và nói đến nước Mỹ, thưa anh Hồng Anh, thưa quý vị khán giả, nói đến nước Mỹ là phải nói đến ông Tổng thống Trump. Thì ông Trump là trong tuần qua có thể nói rằng một cái tuần lễ mà ông rất là bận rộn. Thứ nhất là ông ấy dự định là sẽ không bao giờ họp báo nữa, bởi vì ông ấy thấy báo chí gặp ông ấy hỏi những điều ông không muốn trả lời. Nhưng mà ông ấy gặp riêng Bộ trưởng Ngoại giao và Đại sứ Nga tại Tòa Bạch Ốc. Thì cái chuyện mà ông Trump gặp Đại sứ Nga và Bộ trưởng Ngoại giao Nga tại Tòa Bạch Ốc á, thì người ta đã có cái, trong đó người ta đã có đưa ra một cái thông tin nói rằng ông ấy đã tiết lộ những cái tin tức rất là tối mật đối với lại Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Đại sứ Nga liên quan đến việc mà trong cái chương trình chiến tranh chống ISIS ở tại Trung Đông. Mà những cái tin tức đó, classified information đó, những tin tức đó là những tin tức không thể chia sẻ được với các nước mà gọi là đồng minh của mình nữa. Cũng không chia sẻ được. Vậy mà là chia sẻ cho nước Nga. Nhưng mà ông Trump người ta nói là ông Trump chia sẻ, người ta nói thôi, Trump là tố cáo là chia sẻ cho Đại sứ Nga và ông Bộ trưởng Ngoại giao Nga. Nhưng mà sau khi đó thì ông cố vấn về an ninh, ông tướng Master phải không ạ? Thì có ra với báo chí và tôi nói với quý vị là không hề có chuyện đó, chuyện đó không có. Ông Tổng thống không có chia sẻ cái thông tin mật mã, xin cảm ơn quý vị, ông đi vào. Thì ngay ngày hôm sau thì ông Tổng thống nhà ta lại đưa cái tweet, ông tweet lên, ông bảo tôi đã nói đấy. Ông bảo chính tôi đã nói đấy, nhưng mà tôi là tổng thống, tôi có quyền chia sẻ với họ nói đó. Thì thành thử ra bây giờ hiện tại bây giờ cái chuyện đó là một chuyện gây cái xôn xao rất nhiều trong dư luận ở bên Mỹ. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai nó lại quan trọng hơn đối với ông Trump, là ông Trump người ta đã tìm được văn bản, tức là written là evidence, tức là cái văn bản đàng hoàng. Ông ấy đã yêu cầu ông Comey là ngừng cái việc điều tra ông Flynn, mà khi mà ông Flynn đã từ chức, không còn làm về cố vấn an ninh nữa, thì người ta nói rằng ông Tổng thống Trump đã viết một cái memo, có viết một cái văn bản cho ông trùm FBI là ông Comey, nói đừng có điều tra nữa, you let him go hay gì đó, you let go, tức là bỏ qua đi, bỏ qua. Thì cái đó mới là cái chết. Thành thực ra người ta bảo là cả hai đảng, một số thành viên đảng Cộng hòa và một số thành viên đảng Dân chủ, họ đều nói rằng họ sẽ tiến hành thủ tục để mà đàn hạt ông Trump, tức là impeachment. Có thể bị gọi là lật đổ đúng không? Bị cách chức đúng không? Có nếu thể. nếu bị quốc hội
phán là có tội. Vâng, nếu bị cơ hội phán là có tội thì thưa quý vị khán thính giả, năm 1973 thì ông Tổng thống Nixon thì sau khi mà đã bị đàn hạc thì ông đã lên trên truyền hình và ông ấy tuyên bố là ông ấy từ chức tổng thống. Thì lúc đó sẽ không bị đàn hạc. Thì đó là trường hợp đã xảy ra. Nhưng mà theo ông anh này, thưa quý vị khán thính giả, tôi thấy rằng cũng khó đối phó với ông Trump lắm. Tại vì ông ấy cũng rất nhiều chiêu lắm. Ông ấy là vô chiêu thì rất là khó. Thành ra chúng ta sợ tương lai thế nào ra sao. Nhưng mà trong khi mà Mỹ thì cứ đang bận rộn về mấy chuyện nội bộ của họ thì ở bên Bắc Hàn sao? Lòng hành quá hả? Vâng, thưa quý vị khán thính giả, thì Chủ tịch Kim Jong-un thì đã ăn mừng trong tuần qua về cái việc mà đã phóng hỏa tiễn thành công liên lục địa tầm trung. Cách xa, tức là nếu mà tính ra, nếu mà rơi mà tối đa đó thì tức là bắn cách xa Bắc Hàn là 4.500 cây số. Mà thực sự cái hỏa tiễn, cái rocket liên lục địa tầm trung này đó, từ đó bây giờ Bắc Hàn chưa bao giờ thử hết. Thì thưa quý vị khán thính giả, đây là nguyên tắc thế này: bắn thẳng lên trên quỹ đạo, bắn vượt qua quỹ đạo và đồng thời hỏa tiễn lên tới cao độ là 2.100 cây số. Lúc đó mới chĩa đi về cái hướng mà hệ thống computer điều chỉnh muốn, và bay thêm như vậy là hơn 700 cây số nữa. Nếu tầm cao được nghiêng thành một độ 45 độ thì như vậy là sẽ bay được 4.500 cây số. Thế là quan trọng là phải bắn được cao đó phải không ạ? Đã bắn lên cao thì nó mới đi xa, phải không ạ? Và Kim Jong Un và Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn tuyên bố rằng với cái hỏa tiễn liên lục địa tầm trung, chúng tôi có thể gắn đầu đạn nguyên tử loại lớn nhất. Thì sau khi đó rồi, thưa quý vị khán thính giả, tàu chiến Mỹ thì hiện tại đang có mặt tại bán đảo Triều Tiên, nhưng mà cũng chỉ ở đó thôi. Và chúng ta cho đến giờ phút này, chúng ta chưa thấy liên minh Mỹ, Nhật, Nam Hàn cục cựa gì hết trong cái vấn đề Bắc Hàn. Cái ngày mà họ bắn là đúng cái ngày đó là ở bên Trung Cộng họ tổ chức cái buổi hội thảo mà với lại 29 nước, trong đó có Việt Nam, để bàn về vấn đề vòng đai tơ lụa mới, từ Tàu đến Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông, Nga và Âu Châu. Thì Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng là cái phí tổn đầu tư cho cả một cái công trình xây dựng hạ tầng cơ sở bắt đầu khởi sự đi từ Trung Quốc qua đến Âu Châu là 900 tỷ đô la Mỹ. Tức là khoảng 1.2 tỷ Vâng. Tức là more than 1 trillion. Nhiều. Thì nhưng mà Trung Cộng cũng hứa là sẽ bỏ ra trước 250 tỷ đô la để mà làm cái công trình này. Thì thưa quý vị khán thính giả, thì có hiện tại bây giờ thì có tổng số là 77 nước đã gia nhập vào cái nhóm này. Thì Việt Nam thì có đưa ra cái lời ý kiến là hoan hô cái công trình này. Nhưng mà riêng một nước bạn của Việt Nam thì kịch liệt chỉnh là phản đối, đó là Ấn Độ. Bởi vì khi nếu cái công trình làm được rồi thì Ấn Độ sẽ bị mất hẳn cái thế ảnh hưởng với các nước khác ở châu Á, Thái Bình Dương. Tiếp tục sao? Bây giờ có lẽ là tình hình thế giới cũng tạm cho qua. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị đến tình hình ở nước Úc. Nước Úc là có nhiều vấn đề để nói. Vâng, nước Úc có nhiều vấn đề nói. Thế bây giờ chắc lẽ tôi nghĩ là chúng ta lại tiếp tục một tí với lại cái chuyện ngân sách đi. Vâng, ngân sách đi. Tại vì cái ngân sách là tương đối là khá quan trọng. Thì thưa quý vị khán thính giả, thưa anh Hồng Anh, thì ngân sách đã được chính phủ liên bang công bố vào tuần qua. Vâng. Tuần trước đây. Thì sau khi ông Scomo đã đọc vào ngân sách thì có rất nhiều chương trình như chúng tôi đã thuyết trình cùng với quý vị khán thính giả. Thì hiện tại bây giờ ông Thủ tướng Turnbull đang phải đối phó với các ngân hàng, bởi vì các ngân hàng lớn, bốn ngân hàng lớn đang kêu la nói là không có tiền để đóng cho chính phủ 6 tỷ 200 triệu đô la trong 4 năm. Và hồi dọa là sẽ cho nó bắt cái người vay tiền quá, tức là khách hàng phải họ dọa, họ bảo là thôi bây giờ các ông cứ đánh thuế tôi đi, tôi không có tiền trả, thì đương nhiên tôi sẽ yêu cầu những cái người khách hàng của chúng tôi phải thay thế chúng tôi mà trả cái số thuế đó. Như vậy cũng là vô ích thôi. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai đó là chính phủ Turnbull sẽ gặp khó khăn ở Thượng viện. Nhưng mà cái này, cái đánh thuế mà 6 tỷ các 6 tỷ ngân 2. Hàng thì chắc là lao động ủng hộ phải không? Vâng, 6 tỷ 2 thì đối với ngân hàng thì muốn đánh thuế ngân hàng, đảng lao động thì muốn đánh thuế ngân hàng càng nhiều càng tốt. Thì tôi nghĩ họ không có ý kiến gì về chuyện này. Hình như là họ ủng hộ. Nhưng mà
như anh vừa nói là cái credit card phải không? Cái debit card. À, debit card của những cái người mà thất nghiệp, ăn tiền Centrelink mà thử ở trong máu có drug á. Vâng. Thì chính phủ dự định là sẽ cấp cho họ, không cấp tiền nữa, nhưng mà cấp cho họ một cái debit card để mà họ có thể họ đi mua thức ăn, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Thì cả là Green, tức là Đảng Xanh, và Lao động thì đã công bố là lên Thượng viện thì cái chương trình này sẽ bị bác bỏ, họ không ủng hộ. Tại vì họ nói như vậy đã tạo ra hai cái lớp, tầng lớp công dân ha, tức là hàng một, hàng hai. Những người mới như vậy thì thuộc là gọi là công nhân hàng hai, second class. Vâng, chính vì như vậy thì họ bảo vệ cho người nghèo. Thành thực ra tôi nghĩ là có lẽ là chính phủ liên bang cũng không thực hiện được cái điều này đâu. Dạ. Đó là hai cái, nhưng mà anh không anh này, cái thuế đó, phải không ạ? Thuế đó, tôi nhớ hồi trước anh có, khi mà anh nói tuần trước anh có nói rằng là cái đánh thuế mà 2.5% là đánh cho cái người từ 21.500 vâng. Nhưng mà Đảng Lao động họ không chịu vậy. Vì họ cần bao nhiêu anh? Họ muốn là đánh thuế, họ nói đánh như vậy, đánh vài người nghèo, họ muốn đánh thuế những cái người khá trung bình trở lên, họ muốn chính phủ đánh thuế 2.5% cho những cái người có lợi tức trên 87.000. Trên 87.000 thì mới lên 5% là Medicare nữa. Còn nếu dưới 87.000 thì chỉ có đóng 2% thôi. Tại vì lên 0.5 mà. 0.5 tức là 2.5. Vâng, 2.5. À. Còn cũ thì là 2. Vâng. Và hiện tại bây giờ thì vẫn là trên 21.500 thì vẫn đóng 2%. Tức là bây giờ Đảng Lao động thì muốn rằng cái sự kiện mà tăng thêm cái Medicare, tiền đóng thuế Medicare chỉ dành cho những người có cái lợi tức cao. Vâng, đúng rồi. Còn những người mà lợi tức thấp hoặc được coi là thấp thì sẽ không chịu ảnh hưởng của cái chuyện mà tăng 0.5%. Đúng rồi. Vâng. Nếu mà như vậy thì chính phủ liên bang lấy tiền đâu mà thu được như vậy, tất cả là để mà nằm trong cả một cái giỏ trứng của ông là 21 tỷ đô la. Đó là khó, anh thấy chưa? Đấy. Cho nên chương trình là một đằng mà thực hiện là một đằng cách khác. Còn về thuế nữa, thuế thì Đảng Lao động cũng muốn là họ nói rằng là nếu họ lấy cầm quyền thì họ sẽ đánh thuế những cái người mà có lợi tức trên 180.000 đánh lên 49.5%. 49.5% này. Thật đánh này coi như là nếu quá. Một người đi làm mà có kiếm một đồng bạc, thêm một đồng bạc thì coi như là mình phải trả cho chính phủ 50 xu. Nó mất đi nữa. Thành thực ra đánh thuế như vậy thì sẽ không khuyến khích người ta làm việc nhiều hơn. Phải không ạ? Dạ vâng, thì phải, họ lại ra, nếu không làm việc nhiều hơn thì họ lại gia nhập vào cái đội quân Centrelink. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói đến một vài cái chuyện vấn đề khác. Có lẽ một trong những cái vấn đề mà tương đối mấy ngày qua được báo chí nói đến nhiều là vụ Đức Hồng Y George Chappelle. Vâng. Cùng một lúc, một cô phóng viên của đài ABC, cô ra cái cuốn sách gọi là Đức Hồng Y, cuộc đời đi lên và đi xuống của George Chappelle. Thì trong đó cô có đi phỏng vấn rất nhiều người. Cô có tham gia và theo dõi cái quỹ ban điều tra hoàng gia về cái vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em, và cô viết cuốn sách. Thì khi mà cô cho ra cái cuốn sách này thì đúng lúc mà cảnh sát hình như là interview muốn sang muốn interview Đức Hồng Y George Pell, và cũng lúc đó thì ở bên cái công tố viện, phải không ạ? Công tố viện tức là prosecutor. Vâng, công tố viện. Vâng. Công tố viện họ đưa xuống cho ở dưới cảnh sát, họ nói rằng là cái vấn đề mà cô truy tố hay không truy tố thì họ để cho cảnh sát Victoria làm việc đó. Vâng, cảnh sát Victoria tức là informant làm việc đó. Vâng. Thực sự thưa anh Hồng Anh, thưa quý vị khán thính giả. Nguyên tắc sao? Nguyên tắc theo cái nguyên tắc, theo nguyên tắc về luật pháp ở đây thì thế này. Điểm thứ nhất, khi mà có dấu hiệu phạm tội về hình sự thì cảnh sát sẽ lập biên bản. Và cái người cảnh sát lập biên bản đó gọi họ là informant. Thì người informant đây, đối với những vụ nhỏ thì họ có thể lê cái charge, tức là họ buộc tội. Còn đối với những cái trường hợp mà những cái vụ mà trọng tội lớn thì họ chuyển cả hồ sơ qua bên công tố viện, mà Việt Nam gọi là Viện Kiểm sát Nhân dân đó. Vâng, đúng rồi. Thì qua bên công tố viện nghiên cứu, và nếu thấy rằng chắc ăn người này ra tòa sẽ bị là convict, tức là sẽ bị là buộc tội, bị phán quyết là có tội, thì lúc đó prosecutor sẽ lay cái charge.
Nhưng mà trong trường hợp này prosecutor lại đưa xuống cho ông informant, bảo là ông cảnh sát. Vâng. Nhưng mà thưa anh Hồng Anh, thưa quý vị khán thính giả, tôi nghe rằng là bên cảnh sát thì bây giờ đang lấy nó gọi là legal view, tức là cái quan điểm pháp lý, ý kiến của từ luật sư chính phủ, của chính phủ là có lê sạc được hay không. Thì thành thử thưa quý vị khán thính giả, cái vụ mà của Đức Hồng Y George Pell thì tại đây cái vụ nó rất là phức tạp. Vâng. Là bởi vì tôi chưa nói đến nội dung. Vâng. Tôi chỉ nói đến hình thức thôi. Hình thức, đúng rồi. Thứ nhất là Đức Hồng Y George Pell đang sống ở tại Vatican, tức là gần như là trở thành công dân của Vatican, một hình thức vậy. Ông George Pell, ông Hồng Y Hồng George Pell là một thành viên trong chính phủ Vatican, bộ trưởng và bộ trưởng tài chính. Vâng. Thì bây giờ nếu mà bây giờ Úc mà lấy cái trạc buộc tội một bộ trưởng tài chính của Vatican thì thưa anh, thứ nhất là việc là Úc với lại Vatican là hoàn toàn là không có cái hiệp ước dẫn độ, thì làm sao mà có thể mà interview được nếu ông bảo tôi không muốn interview, thế là xong. Đúng rồi, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là đây là nói về phần hình thức, thì cái thời hiệu khởi tố quá dài, 40 năm, hơn 40 năm thì lâu làm quá. Sao ai còn nghĩ cái chuyện gì xảy ra 40 năm trước. Thành thử ra tôi thấy cái vụ lê cái trạc mà buộc tội Đức Hồng Y George Pell, vụ này rất là phức tạp phải không anh? Vâng. Mà ngay khi họ lê cái trạc, tức là họ truy tố ông, cũng khó thành công lắm. Tôi nghĩ rất là khó thành công bởi vì một cái câu chuyện nó quá xưa, như mình nói ra cái thời hiệu đó nó quá xưa rồi. Về cái mặt trí nhớ của con người nó cũng chính xác, mà về mặt pháp lý như có những cái đôi khi nó một cái thời gian nó quá lâu rồi nó không có hiệu lực nữa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ông đang là một thành viên của tòa thánh, tức là có thể được đặt miệng về ngoại giao. Vâng, immunity. Thành ra bắt ông về, ông có về làm gì không được. Thành thử ra nhưng mà cái chuyện này á, thưa anh Hồng Anh, thưa quý vị khán thính giả, đúng. Nếu bên luật sư của chính phủ mà nói với cảnh sát rằng có thể lay chart được, thì về phần thực tế không thực hiện được, nhưng mà về phần cái thiệt hại về tinh thần thì nó là có. Vâng. Đó là cái điều người ta muốn nói. Thì mấy ngày hôm nay như là chính Đức Hồng Y cũng nói, họ gọi là cái chữ là trong khi, và cũng như là bên một số các cái vị mà cao cấp ở trong giáo hội Úc, họ nói đó là một con người đó, bất cứ không phải là chúng tôi là hàng giáo sĩ, nhưng mà mọi người đều được bình đẳng trong pháp luật, là một người chưa có tội. Một người chưa có tội khi nào bị buộc là có tội. Mà bây giờ hình như là Đức Hồng Y đang bị gọi là bị xử bởi truyền thông. Vâng, tiếng Anh nó gọi là the trial by the media. Tức là bị truyền thông xử án ngay cho nó. Và họ có dùng cái từ mà gọi là character assassination, tức là sao? Character assassination, tức là xử tử hay là ám sát một hay là tiêu diệt, tìm cách giết một người hả? Giết một cái người mà người không phải là người thường, không phải là người bình thường. Nhưng mà tức là hạ bệ một cái người, hạ bệ một người có danh tiếng, người có danh tiếng, là tìm cách giết họ. Thành thử ra đây là một cái chuyện tôi nghĩ là trong tương lai thì chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều cái diễn biến mà không thể ngờ được trong cái vụ này. Anh có nhớ là luôn tiền mình nói là về cái chuyện xảy ra Úc là cách đến đầu tháng này, anh có nhớ là một cái phái đoàn của Trung Cộng mà qua họp ở bên Tây Úc hả? Rồi có phái đoàn của Đài Loan qua họp bị họ phản đối và đuổi ra đó. Vâng. Đó thì đó xảy ra cái vụ đó, là tức là làm cho Trung Cộng họ nghĩ ra, người Trung Cộng họ như đó, họ không có cái gọi là cái lịch sử ngoại giao đối với người ta. Và bây giờ đó thì ngày hôm qua là cái bà bộ trưởng ngoại giao của Úc là bà Julie Bishop, bà ủng hộ cho Đài Loan được tham gia cái hội nghị của cái tổ chức quốc tế gọi là WHO đó, gọi là World... tổ chức lương nông quốc tế, không lương y tế tức là World Health Organization. Thì xưa nay Đài Loan vẫn là tham gia về hội 10 năm nay, nhưng mà bây giờ Trung Cộng không muốn cho tại vì cái người đứng đầu đó của cái tổ chức đó là một cái bà người Hồng Kông, bài gì chén và không mời họ, không mời đi dự. Nhưng mà chính phủ của Úc là họ viết thư cho Liên Hợp Quốc, cho cái tổ chức WHO đó, và yêu đề nghị là nên để cho Đài Loan được tham gia cái hội nghị quốc tế này. Vâng, thưa quý vị khán giả, anh Hồng Anh nhớ lại cái chuyện là lúc là ông thủ tướng Trung Quốc là Lý Kỳ Quang sang đây đó. Vâng. Thì sang đây là có yêu cầu với lại chính phủ Úc là cứu xét cái chuyện mà hai nước sẽ ký cái hiệp ước dẫn độ. Vâng. Nhưng mà Úc phản đối không bằng lòng. Vâng. Là bởi vì
tòa án ở bên ở Trung Cộng là một cái tòa án không có thực hiện nghiêm chỉnh về luật pháp, cũng như là tòa án kangaroo ở sờ rừng, thành thử ra họ không chấp nhận. Nhưng mà quên một cái chuyện mà ngày hôm qua xảy ra rất là một cái chuyện mà gọi rất là lớn, cái vụ mà ông phó giám đốc sở thuế anh lớn quá phải không? Thưa quý vị khán thính giả, chắc mình phải nói đó. Cái chuyện mà ông mình ông là deputy commissioner of taxation, nếu mà dịch chính xác cái tiếng Việt Nam là phó tổng ủy viên thuế vụ Liên bang Úc, vâng. Mà nói theo là đời thường thì gọi là phó tổng giám đốc thuế vụ Úc. Vâng, và ông này đã làm như vậy là ông đã làm việc ở thuế vụ như vậy là 30 năm rồi. Vâng. Thì ngày hôm qua thì cảnh sát liên bang 200 người anh đã tới đã bắt con trai ông ấy, bắt con gái ông ấy, vâng. Và bắt thêm như vậy là 7 người nữa, tất cả là 9 người. Và như vậy là buộc tội là họ có hành vi gọi là fraud, tức là gian lận, nó gọi là gian lận lường gạt hả? Lường gạt. Ừ. Mà lường gạt ai? Lường gạt chính phủ liên bang. À. Và tổng số tiền lường gạt lên tới mà con số thì cũng nghe nói thì cũng hết hồn, 165 triệu đô la. Tức là những đứa con của ông, đứa con trai của ông đã bị buộc tội phải không? Đã, đứa con trai của ông ấy tên là Adam Cranston và đã bị buộc tội. Ừ. Đứa con gái là Karen Cranston cũng đã bị buộc tội. Vâng. Cộng thêm 7 người nữa. Vâng. Và tịch thu như vậy là tất cả là 15 triệu đô la cash trong ngân hàng. Và tiền 15 triệu tiền mặt hả? 15 triệu tiền mặt, tiền cash trong ngân hàng. Và 1 triệu đô la tiền cash, tiền mặt sở thấy. À. Và trong đó rất nhiều xe hơi, mà hình như là 15 bất động sản, 15 cái nhà. Ừ. Và rất nhiều đồng hồ mà thuộc loại xịn. Vâng. Cộng luôn cả rượu nho anh. Vintage, tức là những rượu nho mà rượu nho mà thuộc loại mà loại quý. Thành thử người ta bảo là những người này là đã lạm dụng và đã lường gạt chính phủ liên bang để mà lấy tiền, để mà xài một cách phung phí. Nhưng mà đứa con bị như vậy thì ông thì sao? Ông Michael Cranston, tức là Deputy Commissioner of Taxation, thì ông ấy sẽ phải ra hầu tòa vào trong vài ngày nữa đây. À. Là vì sao? Cảnh sát nói rằng, cảnh sát buộc ông ấy về cái tội là ông ấy có thể là abuse public, lạm dụng chức vụ, là có thể ông ấy cung cấp vô tình hữu ý, chúng tôi không biết, nhưng mà cung cấp một số các thông tin thì những đứa con mới thực hiện được cái phi vụ đó. Ừ. Thành thử đây là một cái vụ rất lớn, trong 25 cái xe, 18 cái nhà, 12 xe gắn máy, 1 triệu đô la cash, 100 cái bank account anh. Trong 100 cái bank account đó có tất cả là 15 triệu đô la, 2 máy bay nữ trang, đồng hồ, nhiều quá cả súng lục nữa và rượu nho vintage. Thì đây là một cái vụ mà cần nói là lớn nhất nước Úc. Ông Tổng thống ta nói sao? Chúng ta sẽ trừng phạt thẳng những người vi phạm luật lệ, đúng, không kiêng dè bất cứ một ai hết. Đúng rồi. Thì đó là một cái chuyện lớn nhất xảy ra tại Úc từ trước cái này. Và có vài chuyện nhỏ, ăn trộm, ăn cướp, rồi giết người. Vâng, những băng đảng thì liên tục trong tuần qua, nhất là ngày hôm qua đây thì cũng một lần, và đầu tuần một lần, đều là ăn cướp tiệm vàng. Một lần thì ăn cướp tiệm vàng ở shopping center ở Waverly, thì họ đã ăn cướp không phải tối đâu, ngay ban ngày 2 giờ trưa dùng búa đập cửa kính và thu hết vàng. Và ngay ngày hôm qua thì đập cửa kính và ăn cướp một tiệm vàng ở Malvern, khu Malvern. Thế còn cái đó là cái chuyện mà các băng đảng quá lộng hành, thì tôi nghĩ rằng cái bail act mà sửa thì cũng đúng thôi, mà tôi nghĩ là luật lệ có lẽ là phải nghiêm minh thêm nữa để mà không ai đi ăn cướp làm loạn như vậy. Và cuối cùng có một cái chuyện nhỏ nhỏ là cái chuyện mà ông bố gì đó. Dạ, thưa quý vị khán thính giả, có một cái chuyện nhỏ mà nghe nói thì cũng đang buồn, là tòa án tòa Supreme Court, tức là tòa tối cao ở Úc đây, tại Victoria này, đang xử một cái vụ một ông bố vợ là 55 tuổi, tên ông là Maxwell John Penn, đã bắn chết con rể là David Parry. Vì cái việc mà nghi ngờ là con rể đã tư tình với vợ ông ta, tức là tư tình với mẹ vợ. Ừ. Và ông ta, tòa đang xử ông ta trên Supreme Court. Tòa ông hiện nay là 55 tuổi, tòa tối cao ở đây. Thưa thẩm, vâng. Thì chúng ta vài ngày nữa đây chúng ta sẽ biết cái kết quả của bản án đó. Đây là một chuyện đáng buồn xảy ra trong xã hội Úc. Kính thưa quý khán giả của TV Thần Sun Online, chương trình thời sự trong tuần của chúng tôi đến đây
chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi, và chúng tôi Nguyễn Ngoan xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Với chúng tôi luật sư Nguyễn Tân Hải, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại Hồng Anh và gặp lại quý vị trong tuần tới. Xin chào quý vị.